anh em mình đang ngồi ở phòng khách thì không biết là Trang có cảm nghĩ gì. Em kiểu bị wow về cái set sofa này. Em thấy là có vẻ là khá khó đấy khi mà anh có thể chơi nhiều hình thức vật liệu như thế này. Làm sao mà nó có thể kiểu để mà mix match với nhau mà nó vẫn giữ được cái tinh thần của phong cách anh nhỉ? Thực ra là ngay từ ban đầu ấy, đề bài của chị chủ nhà là đã đặt với cả anh là có một cái không gian ở đấy mà nó sang trọng nhưng nó vẫn phải có một cái cuộc sống hiện đại. Và bởi vì cái căn hộ trước của chị chủ nhà ấy, thì là chị đã làm một cái căn mà nó hơi khờn về cân cổ điển. Thì đến lúc đấy thì cả anh với cả chị cũng chán rồi, cũng muốn có một cái gì đấy mà nó thay đổi, nó có một cái gì đấy nó phá cách hơn, nó gọi là trẻ trung hơn và đôi khi nó sẽ thoải mái hơn nữa. Thì ví dụ như kiểu những cái sofa như này chẳng hạn thì em ngồi em sẽ thấy rất là thoải mái và đôi khi em có thể nằm ngả ra để em thư giãn hay em ấy, còn nó sẽ không giống như những cái bộ sofa kiểu cân cổ điển. Thì thứ nhất, thứ hai là bản chất cái sofa màu xanh ấy, đáng nhẽ không có màu xanh đâu. Anh nhuộm mà? Không, ý anh là ban đầu anh định là màu cam. Thì nếu mà em để ý thì căn nhà này thì khá nhiều màu cam. Bởi vì ban đầu thì anh với chị chủ nhà thì cũng rất thích cái màu cam, bởi vì nó là cái tông mà thực ra nó là tông thứ nhất và nó khá dễ. Đối với anh thì phối màu cam rất dễ, nhưng mà phối màu xanh thì cực kỳ khó này. Nhưng mà tại sao anh lại chọn? Bởi vì thực ra ấy, nó xuất phát từ cái việc mà anh mua cái ghế này cho chị chủ nhà. Có nghĩa là bởi vì cái ghế này mà anh mua cái màu xanh kia, chứ nếu không có cái ghế này thì anh đã chọn màu cam. Có nghĩa là nhá, trông cái này rất nhỏ thôi nhưng mà nó mới là cái ghế ngồi sướng nhất của cái nhà này, chứ lại không phải cái kia. Đó, thì khi mà cái màu này ấy, nó là bản chất nó là màu nó hơi hồng, nó hơi có màu nâu. Thì nếu mà anh có một cái màu cam ở đấy nữa thì nó bị trùng kiểu về gam màu. Nó bị trùng nhưng mà nó lại không hẳn là trùng mà nó lại là bị theo kiểu là tranh chấp. Vâng. Thì đối với anh thì anh muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, nó được gọi là nó hơi bị logic một tí, có nghĩa là anh muốn là nó có một cái gì đấy chính và có những cái yếu tố phụ khác đằng sau. Thì bởi vì sao nên là anh mới chọn một cái màu xanh. Thì cũng phân vân rất là nhiều sắc xanh, nhưng mà cái màu xanh này thì đến lúc mà sử dụng thì anh với cả chị chủ nhà đều rất ưng. Và cái phần không gian phòng khách ấy, mà có một cái bộ sofa như em đang ngồi thì nó gọi là da cứng nhung, thì nó sẽ không bị trơ. Với một cái bộ sofa mà trông nó mềm như này nhá, mà em có một cái cách chờ gì đấy mà nó bị kiểu nó cứ bị đều ấy, giống như kiểu các cái bộ da bình thường mà em hay thấy ấy, hoặc là nó bị bóng, thì em có thể nhìn là trừ những cái phần mà bàn và đồ nhỏ thì nó mới bóng, còn đa phần tất cả mọi thứ còn lại anh muốn nó có một cái chất cảm mà nó thân thiện với người dùng hơn, tình cảm hơn, nó tình cảm mình hơn, chờ vào mình cũng cảm và nó sẽ ấm hơn. Ví dụ anh em mình đang mùa đông đầu xuân, nhưng mà mình khi mà mình sờ mình cảm nhận mình nó rất là kiểu thân thiện với mình. Đó, thì là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần mà những cái món đồ ở đây ấy, thì nếu mà mọi người để ý thì trong cái không gian như này thì mình xét rất là nhiều kiểu ngồi. Anh thì là một con nghiện ngồi ghế, bởi vì là anh không thể gọi là đứng lâu và anh không thể ngồi bệt, thì anh rất thích ngồi ghế. Thì với cái không gian mà anh mong muốn thực sự nó là một cái ngôi nhà ấy, thì nó sẽ cần phải có rất là nhiều các cái set có thể ngồi khác nhau. Ví dụ như anh có thể ngồi đây, đây là cái ghế mà anh dành cho chị chủ nhà. Đó, còn những cái ghế kia thì nó sẽ là những cái khi mà mình tiếp quá nhiều khách và cả gia đình ngồi đấy. Nhưng mà bản chất khi mà em ngồi em nói chuyện với anh như này nhá, thì anh cũng không muốn ngồi cạnh em, mà anh muốn ngồi mặt đối mặt với em để ngồi nói chuyện. Thì nó khác với cái việc mà em ngồi xong rồi cứ kiểu quay lên như này. Thì đấy là một cái cuộc sống mà anh muốn nó, và anh sẽ set up cho chủ nhà làm sao để cho người ta cảm thấy thoải mái và cái tư thế, cái cách dùng nó tự chủ. Nó thoải mái nhất có thể. Nó có vai, em nghĩ là nó sẽ có vai. Bởi vì là anh nó thật là rất là lười. Một là lười và hai là anh đôi khi thì anh hơi bị gọi là từ bé rồi. Từ bé là anh đã kiểu, ví dụ nhá, có một cái câu chuyện vui là ngày bé anh khi mà anh mặc quần dài ấy, là bất kể cái quần nó bị ngắn thì anh sẽ kéo nó làm sao để qua mắt cá chân. Bởi vì là đối với anh thì cái thời mà anh dưới 5 tuổi ấy, thì đối với anh thế mới là đẹp.
Vâng. Có nghĩa là bây giờ thì nó bắt đầu nó có các cái trang theo kiểu là qua mắt cá chân, thì bây giờ anh cũng vẫn ok. Nhưng mà bởi vì cái khi mà mình đã set một cái mindset là mình phải mình như có thế một mới cái đẹp, chuẩn của mình rồi. thì bất cần biết đó, thì đối với anh một cái không gian phòng khách nó sẽ phải tạo ra nhiều các cái bối cảnh khác nhau và nhiều các cái cuộc tán gẫu, cuộc gọi là giao lưu ấy, giao tiếp ấy, nó sẽ mới được hình thành. Ví dụ như một cái sofa bo cong kia chẳng hạn, tại sao nó lại cong chứ nó không phải một cái sofa phẳng thẳng, bởi vì là nó là một cái sofa nó sẽ tăng cái tính tương tác giữa hai người ngồi ở giữa cái sofa này với nhau, nó là hình cong mà. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, bản chất khi mà hình cong thì em sẽ tự nhiên cái xu hướng ngồi của em tự nhiên Nó nó sẽ sẽ quay gần về gũi nhau. hơn. Đấy, nó Vâng. sẽ quay về nhau. Và em có thể để ý là nhá, khi mà ngồi quay như thế tất cả mọi thứ nó sẽ quây quần quanh một cái không gian này, chứ nó không giống như kiểu một cái gọi là cái hội nghị hay một cái phòng họp. Một cái phòng họp thì ngồi nó khác, một cái phòng để gia đình ngồi nó khác, Nó sẽ kiểu có tính chất đồng tâm một quây chút quần phải không anh? xung quanh đó. Thì cũng chính là lý do tại sao mà anh chọn một cái bàn trà và những cái phần mà phụ kiện để dành cho nó. Đấy, thì những cái bàn trà này thứ nhất là nó tròn, thứ hai ấy, tại sao lại có một cái bàn ở kia, nó không chỉ đơn giản là đẹp đâu, nó là để phục vụ cho cái sofa ở kia. Dạ vâng. Đó, hay là như cái này chẳng hạn, cái này thì bình thường mọi người sẽ nghĩ rằng nó là một cái bàn ở bên cạnh để có tính chất trang trí, nhưng đối với anh nó có công năng. Nó là một cái mà khi mà giả sử nhá, anh cứ đặt địa vị anh em mình đang ngồi như này mà anh muốn uống nước chẳng hạn, anh lại kiểu đứng dậy anh với, đúng không? Vâng. Anh không thích như thế, anh thích là nước ở đây đấy, lấy này Cái được điểm uống tì, điểm điểm trông nó gần nó hơn. ngay ở đây ấy. Có Vâng. nghĩa là cái dáng của anh không cần phải thay đổi quá nhiều. Và khi mà ví dụ như ngồi tiếp khách chẳng hạn, anh cũng không muốn kiểu gọi là cứ phải cắt qua cắt lại. Nó đôi khi là gì, ví dụ chị chủ nhà ở đây sẽ có điện thoại đặt ở đây này, có cốc Ly nước đặt nước ở ở đây này đấy. đó, có đôi khi là đọc sách để ở đây. Thì tất cả những cái việc này thì nó vừa là thẩm mỹ, vừa là công năng, và vừa là cái việc mà anh set up cho cái cuộc sống của chủ nhà làm sao cho nó tiện nghi nhất có thể. Nó còn theo em, góc nhìn của em nó còn thể hiện cái phong thái của người người dùng nữa đấy ạ. Đúng rồi. Và đôi khi có thể là chủ nhà chưa có, nhưng mà anh sẽ là người góp ý, và cũng như là mình có thể đưa ra cho chủ nhà những cái góc nhìn của anh thôi. Tất nhiên là nếu mà chủ nhà chọn Mình thì đề xuất đúng không? đúng rồi, chủ nhà đề xuất thì và anh sẽ đề xuất cho chủ nhà. Và ví dụ như kiểu đấy, bình thường thì mọi người sẽ nghĩ cái này là một cái trang trí mà mọi người sẽ không mua, nhưng mà khi mà anh đặt vào đây và anh hướng dẫn cho chị chủ nhà và anh hướng dẫn cho những người khác thì hóa ra là nó có ở đấy, là nó có ý của nó. Tại sao nó để đây? Bởi vì ví dụ như kiểu bình thường nhá, bình thường anh sẽ ngồi ở hơi xa một tí. Thì đấy, khoảng cách từ anh với cái bàn trà rất là xa. Đúng rồi ạ. Thì đấy là một cái mà trong những thứ thiết kế anh phải để ý. Đấy, còn giới thiệu thêm với cả Trang thì đây là một cái armchair từ Casina của Ý, thì nó giá niêm yết của nó thì là 140 triệu. Đó, nó bé thôi, nhưng mà anh thì anh vừa đúng được sale, thế là thành ra là chốt vội cái này, Dạ thì bởi vâng. vì chốt cái này thì người ta mới đổi cái kia. Em cũng bị ấn tượng mà kiểu các cái mảng tường màu rất dịu dàng sang trọng, sau đấy là nhấn kha khá các cái món đồ nội thất. Nếu mà anh em mình trong nghề là cũng phải hơi Khó biết đấy, biết đấy, cũng thực phải ra là hơi biết. khó đấy, Dạ vâng. bởi vì cái cách dễ nhất là mông cơ công, cách dễ nhất để mà làm bất kỳ một cái gì là mông cơ công. Có nghĩa là nó tất cả mọi thứ nó đều xét ra một cái mút, một cái vai, một cái gọi là cái tông màu cứ bay 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 lặp đi lặp lại, và nó trắng, nó trung tính, nó vân vân. Nhưng mà để mà thực sự mà chơi màu, chơi gọi là một cái gì để mà phá cách, thì thứ nhất là đòi hỏi đầu tiên là chủ nhà phải là người Chịu có một cái gu thẩm tư mỹ và duy những khá cái tư tư duy, duy là gọi là trẻ và muốn mua một cái gì đấy nó cuộc sống mà. mà cái tôi của mình ấy, chứ nó không Đó, không đúng phải rồi điệp hay lặp lại của những người khác. đúng rồi. Thì đó đó là một cái mà đầu tiên phải là chủ nhà, và cái thứ hai thì là cái việc mà người thiết kế sẽ phải lắng nghe và đôi khi là đẩy chủ nhà lên. Bởi vì bản chất là khi mà mọi người mặc dù có muốn, nhưng bởi vì là không có một cái việc gọi là không phải mối quan tâm của họ, thì họ sẽ rất dễ bị tình trạng là an toàn quá. Có nghĩa là mặc dù muốn chơi
Nhưng mà ví dụ như đồ chơi màu xanh thì sẽ có một bức tường màu xanh hay cái gì đấy. Còn ở đây mọi người ngoài ngành mọi người cũng chưa có đủ thông tin để mà có thể làm tới. Nên đôi là... khi thì họ chỉ đơn thuần là họ không để ý thôi. Có nghĩa là đối với anh thì chủ nhà hay là những cái khách hàng của anh thì nói thật là tầm của họ rất là cao trong xã hội. Nhưng mà bởi vì là mối quan tâm của khách hàng của anh là kinh doanh. Mối quan tâm của khách hàng của anh là chuyên môn riêng của họ. Giống như kiểu anh sẽ không quan tâm đến những cái chuyên môn khác. Đấy, thì anh chỉ tập trung vào kiến trúc thôi và nhận xét thôi. Còn khách hàng của anh cũng thế. Thế không biết anh Tùng có thể bật mí cho em một xíu về cái mức đầu tư của căn này được không? Em nghĩ là em và các bạn xem sẽ khá tò mò đấy. Mức đầu tư thì nó có trước nhé. Vâng. Có nghĩa là nó có trước mà nó có ngay từ khi mà anh với cả chị chủ nhà đến nhận căn hộ khâu. Đến nhận căn hộ khâu và đã có bàn giao một số thứ thì chị có order anh một cái đấy. Tất nhiên là có hỏi tham khảo thêm bởi vì là chị hai chị em thì đã trải qua một công trình trước đó rồi thì cũng hiểu nhau và cũng thực sự là anh rất là may mắn là chị cực kỳ tin tưởng anh thì cũng có hỏi và anh cũng có tư vấn là với cái công trình như này với những thứ mà chị có mong muốn thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20 triệu một mét vuông đầu tư, nó chia theo suất đầu tư. Thì cái căn này thì cái bài toán có nghĩa là mình sẽ có bài toán xuôi và bài toán ngược. Thì cái bài toán xuôi ở đây là chị ra cho em một cái đề bài 20 triệu một mét vuông nhân với cả 200 mét nó là 4 tỷ đó. Thì anh có cái đề bài 4 tỷ đấy ngay từ ban đầu và đến lúc mà công trình hoàn thành thì nó tổng vị chi nó rơi vào tầm khoảng 3 tỷ 8 à, sát như thế luôn ạ. Có nghĩa là nó vẫn tiết kiệm hơn đấy. Vâng, vâng, đúng và tối ưu cho chủ nhà đấy mà đấy nhá. Ví dụ như kiểu cái armchair này cũng là một cái mà rất là đắt là cái mình, duyên đúng không? Nhưng anh ấy có được nó trong một cái đợt sale như thế thì em nghĩ nó là một cái duyên đấy. Ừ thì anh cũng rất là may mắn thì có những cái người anh trong nghề thì bình thường thì anh không có thông tin để tiếp cận đâu. Nhưng bởi vì những người anh trong nghề đấy thì có nhắn cho anh. Thế là anh may quá, thế là ok em đi em xem có cái gì hay và gọi là xịn mà giá hợp lý thì em sẽ đi em lấy hộ. Thế là đơn thuần là gì là hôm trước đi xem showroom để xem, hôm sau thì nhắn tin chị là ok chị ơi có những cái món này món kia, chị có thích không thì em đặt hộ cho, kiểu đấy. Anh Tùng ơi, với cái màu sắc tổng hòa rồi những cái bố trí như thế này thì em với cả các bạn xem có thể gọi tên nó là cái dạng phong cách thiết kế nào anh? Anh thì sẽ gọi cái này là modern classic. Đó là cái sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Nó sẽ, em có thể nhìn thấy một cái khung nó khá cổ điển, nó khá gọi là có những thứ mà đôi khi với nhiều người có thể nó sẽ hơi bị over quá về mặt chi tiết. Đấy thì với anh ấy thì cái đó chính là những cái nền để anh set up một cái cuộc chơi ở bên dưới nó. Có nghĩa là những cái món đồ mà nó có tính đương đại. Ví dụ như cái sofa của em đang ngồi nó là một cái sofa đương đại. Cái ghế của anh ngồi cũng là một cái ghế đương đại. Và những cái tất cả những thứ em nhìn thì nó đều là của đương đại hết. Nó chỉ dựa trên một cái nền là phào, là chỉ, là hoa văn. Và nếu mà anh không có những cái chi tiết mà nó hơi over với một tí thì cái này của anh nó không cần nổi lên, nó không cần câu lên. Đấy thì đấy là quan điểm riêng của anh về cái modern classic thôi. Thì mọi người có thể gọi như thế hoặc có thể gọi nó là tên cổ điển cũng được. Thế là tên gọi nó không quan trọng. Và quan trọng là cái việc mà mình nắm bắt cái tâm lý khách hàng và cái việc mà mình tư vấn cũng như là lắng nghe khách hàng thì mình sẽ đưa ra những cái phương án mà nó phù hợp. Đôi khi có thể mọi người không cần phải over quá như kiểu hiện tại bây giờ anh đang dùng mà mọi người có thể hiền hơn, có thể ổn, gọi là một cái tông nó an toàn hơn cũng vẫn ok, miễn là nó phù hợp với cả mọi người. Em thử ngồi cái armchair 140 củ này thì em đang trải nghiệm đây anh ơi. Cảm giác khác bọt lắm. Cảm giác nó là một cái gì đấy em thấy nó thực sự là tận hưởng, thoải mái. Em có để ý, thực ra ở trên thị trường thì có rất là nhiều đơn vị mà làm một cái ghế tương tự như này về form dáng và về chất liệu. Nhưng mà để mà có một cái cảm nhận rõ ràng ấy thì anh sẽ có thể nói qua bởi vì cái chất liệu để làm cái hệ mút với cả cái ngồi ấy, cái ngồi của em ấy, thì nó là một cái chất liệu rất là đặc biệt.
thì khi mà em ngồi ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái sự rất là êm ái, nhưng mà khi mà em đứng dậy em đi không ngồi nữa thì cái độ đàn hồi nó sẽ được phục hồi lại và trở về sẽ như ban trở đầu. Về form như ban đầu. Và nếu mà em để ý thì cái bên hông của cái tay ấy nó rất là cứng. Đúng rồi anh ạ. Ừ, nhưng mà cái mặt thẳng mà em để tay lên thì nó lại mềm. Ừ. Vâng. Đấy là một cái chi tiết mà không nhiều người để ý, nhưng mà khi mà anh nhìn cái ghế này và anh trực tiếp anh ngồi đấy, cảm thấy nó rất là khôn. Nó vừa tạo thành một cái cảm giác mà cái thiết kế của cái ghế nó được bền, nó được gọi là có một cái form nó được ổn định lâu dài, và nó vừa tạo cho anh một cái sự gọi là rất là thoải mái. Thì đúng cái rồi, ghế này họ... cái ghế anh cực kỳ ưng, như kiểu là nương theo cái cảm giác, cái nhân chắc và cái cảm nhận của người đúng dùng rồi. Nó cả cả về logic, cả về cảm xúc ấy. Đúng rồi. Đó thì khi mà em ngồi ấy, thì em có cảm thấy là khi mà em ngồi ở trên cái ghế này, cái việc mà cái dáng của em ngồi, cái tư thế em ngồi ấy, thứ nhất nó thoải mái, thứ hai là em sẽ tự tin để em ngồi trên cái ghế đấy. Nó khác, có nghĩa là với mọi người ấy, thì cái armchair thì cái nào cũng như nhau, nhưng mà thực ra không phải thế. Có armchair để ngồi hưởng thụ, có armchair để ngả ngốn, và có armchair để ngồi tiếp khách, và có những cái mà nó sẽ ở giữa. Nó sẽ là em vừa có thể tiếp khách được, nhưng mà em vẫn tận hưởng được cái cảm giác của em ngồi trên đấy. Ví dụ như em không bị gọi là quá ngửa, thì khi mà tiếp khách ấy, hạn chế tối đa cái việc mà mình phải ngửa. Bởi vì ví dụ như khi mà anh ngồi trên cái sofa thì anh sẽ phải ngửa ra, thì khi mà nói chuyện ấy, chả có ai kiểu ngửa ra như này để nói chuyện đúng không? Thì anh sẽ phải cố gắng để anh ngồi thẳng lên, thì nó gần như là toàn bộ cái hệ đằng sau mà anh không nâng đỡ được. Đúng rồi. Nhưng mà em thoải mái. Đúng rồi anh. Đó. Thì tất cả những cái chi tiết đó thì nó có thể nó vẫn ở đấy, nhưng mà đôi khi có thể mọi người không để ý hoặc là mọi người không nói ra. Tức là nó khó để mà người ta gọi tên nó cụ thể ra. Đúng rồi. Nhưng mà để ví dụ như là chủ nhà đi, người ta có thể tận hưởng sử dụng nó ngày này qua tháng khác, thì em nghĩ là lâu dần anh chị sẽ nhận ra thôi. Nó sẽ thành một cái... Thực ra là khi mà nói chuyện với cả anh thì anh chị chủ nhà cũng đều có những thứ mà kiểu wow, là hóa ra nó như thế. Và mình khám phá nó ấy ạ. Có thể đôi khi mình tận hưởng nó mà mình không hiểu nó. Thì đó là cái mà anh nghĩ rằng là thông qua một cái video này thì anh em mình cũng có thể ngồi nói chuyện để hiểu sâu hơn về cái việc là có những thứ nó vẫn ở đấy, nhưng mà đôi khi mọi người không để ý nó. Ví dụ như kiểu là cái nãy giờ anh em mình ngồi có một cái lò sưởi đấy chẳng hạn, thì nó rất là chill. Nó khi mà buổi tối thì đôi khi chỉ cần một tí ánh đèn thôi, và một cái lò sưởi này là nó tạo thành một cái mood. Thì đối với anh, khi mà anh thiết kế một cái nhà ấy, thì anh rất là mong muốn nó tạo ra một cái mood, đầu tiên là ấm cúng, thứ hai là nó sẽ có những cái kịch bản mà em có thể là em tiếp khách, em có thể là em chill, em có thể là em uống rượu vang, em có thể gọi là thư giãn, em chỉ bật nhạc và bật một cái lò sưởi, một cái đèn sưởi là rất là thoải mái. Thì đấy là những thứ mà cái quan niệm của anh về cái nhà ở, thì đầu tiên nó phải tiện nghi, thứ hai là nó sẽ có một cái sự là đấy là nhà. Người Việt Nam mình, đấy, người Việt Nam mình thì đôi khi không phân biệt là nhà là cái gì. Có nghĩa là ví dụ tôi có một ngôi nhà hay là tôi đi về nhà, nhưng mà tiếng Anh thì nó sẽ có là house và home, thì anh muốn cái nhà nó là home.